kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin gửi đến các bác một bộ cấu hình nghe nhạc cũng như là có thể ghép vang hát nghêu ngao được. Thì trước mắt các bác đang là một cặp loa Diatone DS77HR và một chiếc âm ly Sansui 607 lưới cha. Em sẽ cho nhỏ nhạc một chút. Đây là một trong những bộ cấu hình nó có thể đánh bạo lực và oánh cực kỳ lớn trong những căn phòng từ 50m² trở về. Và những phòng khách các bác muốn một bộ nghe nhạc chuyên sâu và lại kiêm hát nghêu ngao karaoke mà lại bày đẹp thì đây là một trong những bộ cấu hình các bác không thể bỏ qua. Nhất là các bác chơi những dòng nhạc như nhạc sống liên khúc các bác nhá, liên khúc Zumba và những dòng nhạc sống này các bác. Đây cặp loa còn rất đẹp, em mới bóc ra các bác. Đây là những cái băng dính này còn nguyên ở đây các bác. Đấy, lâu nó sẽ hết rồi các bác. Nói chung là lâu nó sẽ hết rồi các bác. Nó là băng dính hết rồi. Thì cặp loa này em nói luôn, đây là cặp Diatone DS77HR màu vàng các bác. Cặp màu vàng này bình thường giá nó dao động từ 11 triệu cho đến 12 triệu các bác nhá. Những thời điểm cách đây khoảng độ 3-4 tháng trước các bác. Nhưng mà với thời điểm bây giờ thì những cặp này giá nó rất là mềm các bác, tăng dính được các bác ơi. Thì cặp loa này là Diatone 77HR màu vàng, gân zin nguyên bản các bác. Gân zin nguyên bản, gân vải tẩm dầu, màng carbon các bác, màng bằng sợi carbon và bát 32 chung đôm màng carbon các bác. Và một con chép rất đẹp các bác. 77HR màu vàng thì chưa bao giờ có giá tốt như vậy. Bọn em đang bán cho các bác giá chỉ có 9.800.000 đồng cặp loa màu vàng này. Và cặp loa cực kỳ đẹp các bác nha, từ trước và sau các bác. Rất đẹp luôn, thông số các bác 230W, trở kháng 6 ohm. Và những dòng này thì các bác cứ ưa cho em những dòng âm ly nặng, ví dụ như Sansui 607 LXA trước mặt các bác đây. Con 607 LXA này bọn em đang để các bác giá cực kỳ tốt. 607 LXA đó giá chỉ có 9.300.000 đồng các bác nhá, 9.300.000 đồng 607 LXA các bác. Mặt gương và thông số của 607 LXA các bác 250W các bác. Hàng mới về thôi, cũng vừa mới bóc ra, cũng chưa vệ sinh các bác nhá. Lần trong nguyên bụi lông các bác ạ, chưa vệ sinh. Nói chung là hàng các bác chơi những con sản phẩm hàng bãi mà nó nguyên bụi lông như vậy và cái giá em đưa cho các bác thì các bác rất là dễ chịu để các bác lựa chọn những cặp cấu hình này. Các bác có thể vừa nghe vừa hát. Thì vang neck có giá 1.600.000 đồng những chiếc vang neck đây. Thì các bác thông cảm giúp em. Mấy ngày hôm nay bọn em đang đây, em quay nhanh cho các bác. Mấy ngày hôm nay bọn em đang bận rất là nhiều việc nên em không thể ngồi em hát nghêu ngao test cho các bác được. Thứ hai là cổ họng em nó cũng bị đau cách đây cả tuần nay rồi, không hết các bác ơi. Đó, thì em không thể hát được, giọng thì nhiều khi như bị đực các bác, nói như bị đực luôn. Nên những bộ cấu hình như vậy thì các bác có thể hát karaoke được các bác nhé, ghép vang vào hát rất là tốt luôn những bộ này. Và đây những cặp loa và những bộ cấu hình, những chữ âm ly nó có thể đánh ở cường độ lớn, đánh to luôn đấy các bác. Và các bác có thể thấy là em đang để bát chép ở mức giữa hết các bác nha, ở mức giữa hết thôi. Em cũng không sử dụng bất kỳ một cái chỉnh bát chép gì cả. Này các bác này, các bác nghe mở nhạc sống đây. Em để ở giữa hết rồi các bác nha, để giữa hết thôi, đánh rất lớn luôn. Cặp loa có thể nghe đa thể loại và giá rất là tốt, bày đẹp các bác ạ. Nó với những cái con chung, con chép nó sáng quắc như này các bác, nhìn rất là thích luôn. Nó không mới loa đánh lại mà đánh lại gông các bác nha. Đây là gông zin của nó các bác, rất là đẹp. Những cái dòng đánh lại gông thì em không bán đâu các bác. Đây toàn cái màu nguyên thủy của nó các bác ạ. Nhìn đấy, đó, một chút xíu bụi thời gian rồi các bác. Nhưng mà như vậy là rất là đẹp rồi. Cặp đào bãi các bác nha. Đó thì cặp này 9 triệu em chỉ để các bác 9 triệu cặp loa Diatone 77HR đó, 9.800.000 đồng. Và L607 LXA đó các bác, 9.200.000 đồng. Bộ cấu hình này cực kỳ khủng các bác nha. Bát tức ngực các bác ạ. Quảnh tiếng bát dã man các bác. Lớn như vậy thì đứng trước loa đánh tức ngực luôn các bác. Đây là những dòng loa nó đánh có tiếng bát bắn tim các bác nhá. Rồi các bác có nhu cầu lấy những cặp loa 77HR này, em để các bác giá chỉ 9.800.000 màu vàng được các bác, cực kỳ đẹp và A căng đầy đủ luôn.
và 67 lưỡi cha thì giá 9.200.000 đồng. Cái chiếc âm này thì nó có cái hồi gỗ các bác nhé. Đó, có những con thì không có, những con này là có, chỉ có 9.200.000 thôi. Rồi em xin hẹn các bác những video sau, em xin quay nhanh như vậy thôi. Ở video sau thì nếu có điều kiện thì em sẽ test một đoạn karaoke các bác. Đó. Bật băng dính đây các bác nhé, loa rất đẹp.